Đức Lê và Tino Lê xin kính chào các nhà đầu tư đang xem video. Quý vị đang xem video về khu thương mại tọa lạc tại Central Valley của miền Bắc California, đó là thành phố Modesto. Khu shopping này có tổng cộng 24 gian hàng, mỗi gian hàng có diện tích khác nhau và đã được cho thuê tổng diện tích khoảng 230.000 m² với hơn 350 chỗ đậu xe. Thu nhập mỗi tháng từ việc cho thuê gian hàng là vào khoảng 70.000 đô la và sẽ được tăng từ 5-10%. Khu shopping plaza này trên thị trường rất hiếm. Đây là cơ hội hiếm hoi để quý vị đầu tư tăng lợi nhuận và là cửa ngõ để bước vào nước Mỹ. Chúng tôi sẽ giúp quý vị mọi thủ tục từ việc mua bán đến quản lý và điều hành khu thương mại. Nếu quý vị cần vay nợ để mua, chúng tôi có chuyên gia để giúp quý vị. Giá hiện nay của khu thương mại là 15 triệu đô la. Xin liên lạc với chúng tôi qua Viber 408-644-1567 hoặc email thanhduc1@yahoo.com. Chúng tôi làm việc tận tình, chu đáo và nhanh chóng. Đó chính là Viber 408-644-1567 hoặc email là thanhduc1@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.